kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực biên giới, thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng vào sáng nay, ngày 17 tháng 3. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch, nhất là kiểm soát tại khu vực biên giới, chủ động kịch bản ứng phó tình huống xấu nhất có thể xảy ra với phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh Đồng Tháp chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh Tuy nhiên, để phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, vấn đề đặt ra tại địa phương là kiểm soát chặt chẽ đường thủy, cửa khẩu và người từ các sân bay đi về. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu không được chủ quan lấy nhiệm vụ phòng làm chính, trong đó công tác quản lý người đi qua đến từ dùng dịch là quan trọng nhất. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định, trong đó lưu ý làm cho người dân hiểu tránh tâm lý sợ hãi kỳ thị. Ông Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh, kết quả phòng chống dịch có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn từ sự chỉ huy của người đứng đầu các đơn vị địa phương. Sau khi làm việc với lãnh đạo các ngành và địa phương, Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra các khu cách ly khu vực biên giới, cửa khẩu quốc tế Vinh Bà, phòng khám đa khoa dân quân y dòng găng và các điểm dự kiến bố trí điểm cách ly tập trung tại quyền Tân Hồng. Cục thuế tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị trưởng các phòng thuộc cục thuế và chi cục trưởng chi cục thuế các khu vực trong tỉnh tăng cường hỗ trợ các hộ cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, cục thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải căn cứ quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành, tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khó khăn của cá nhân kinh doanh theo thẩm quyền. Đối với các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 gây ra phải lập hồ sơ, thủ tục gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế theo đúng quy định của luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong buổi sáng nay ngày 17 tháng 3, đã có 500 chiếc khẩu trang từ giải khăn tròn của làng nghề dệt tròn xã Lâm Khánh A, huyện Hồng Ngự, được trao miễn phí cho người dân tại khu vực chợ, khu dân cư của xã với chất liệu mềm, hút ẩm, giá khăn choàng may khẩu trang vừa tiện lợi vừa giúp người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện địa phương đã tích cực vận động nguồn kinh phí cũng như sự đóng góp của bà con làng nghề để nhiều chiếc khẩu trang hơn nữa được trao tay bà con. Bước vào cao điểm hạn hán, nhiệt độ nhiều nơi dao động từ 36 đến 37 độ C, nên nhiệt độ này gây bất lợi cho môi trường nuôi thủy sản. Trong đó có người nuôi cá lóc ở các quyền đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp đang gặp nhiều khó khăn khi những ngày qua cá chết liên tục có hộ bị thiệt hại trên 30%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá lóc bệnh và chết những ngày qua, ngành chức năng nhận định là do thời tiết bất lợi, nắng nóng liên tục khiến cho môi trường nước nóng lên. Nhiều sinh vật bất lợi như tảo xuất hiện, cạnh tranh oxy với cá nuôi. Mặt khác, tập quán chăn nuôi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng này. Khi nuôi gối dụ, xử lý đáy ao chưa triệt để, thả cá mật độ dày. Phòng kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Quyền Hồng Ngự khuyến cáo người dân nên thả ở mật độ thừa, cho ăn vừa phải, hạn chế thức ăn thừa. Trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh Đồng Tháp còn khó khăn, nhưng phải giải quyết cấp bách nguồn nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét trình chính phủ hỗ trợ kinh phí hơn 98 tỷ đồng để thực hiện các công trình khắc phục phòng chống hạn hán năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho bồi thường đối với hộ ông Lê Giang Tấn có xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp như phương án đã lập. Đồng thời, giao Quỹ ban nhân dân huyện Thanh Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để phát sinh trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, đất nhà nước quản lý. Để hoàn thành toàn bộ và phát huy hiệu quả đầu tư dự án nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh, Quỹ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trên Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 400 tỷ đồng đầu tư giai đoạn 2 của dự án từ nguồn vốn chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Dự án nhằm bảo vệ người dân thành phố cao lãnh trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay như sói lở, ngăn lũ và xâm nhập mặn, nhân dân dân.